Đây là món hấp nha các bạn, để trộn thịt này và hấp với cái trái đầy đủ, rất là thơm ngon và có thể tác động tới những cái bệnh nhân nào mà liên quan đến đu đủ. Là chắc có lẽ các bạn biết ở trên các trang mạng người ta đăng tải rất là nhiều, cái đu đủ là cái tác dụng của theo những các nhà sản xuất thuốc cổ truyền gọi là có thể tác dụng điều trị bệnh ung thư khởi đầu. Rồi bắt đầu mình bỏ vô trong nha các bạn. Đây các bạn nhìn thấy vậy thơm lắm, có ai chưa từng làm nên làm theo y chang như vậy. Rồi bắt đầu mình bỏ lên nha các bạn. Đó, như vậy đó. Bây giờ bụi ướp thịt với là trái đu đủ đã kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở trong video sau. Giờ đây là đã chín rồi. Đây, nhìn thấy thấy thơm này. Đây. Có hai thứ.